lạ không còn nữa, song Y3 Việt Nam đã làm mê hoặc cả châu Á. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Hàn Quốc dành rất nhiều mỹ từ để ca ngợi U23 Việt Nam bất chấp thất bại trước đội tuyển xứ Kim Chi. U23 Việt Nam đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích trên đất Indonesia với việc để thua tâm phục khẩu phục trước Hàn Quốc. Ở tâm thế của người chiến thắng, song truyền thông Hàn Quốc vẫn dành rất nhiều lời khen ngợi cho kẻ chiến bại. Ít phút sau khi trận đấu khép lại, hãng thông tấn Yonhap ngoài việc tường thuật lại trận đấu đã đưa ra lời bình luận. Huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã tạo dấu ấn giúp U23 Việt Nam lập cột mốc 5 trận liên tiếp không thủng lưới, đã phải dừng bước trước Hàn Quốc. Mặc dù không còn khép lại nữa, nhưng thành tựu cho đến thời điểm này của U23 Việt Nam vẫn đủ để làm mê hoặc cả châu Á. Khi huấn luyện viên Park mới nhậm chức ở Việt Nam, ông từng nói về mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam trở thành một đội tuyển hàng đầu ở châu lục. Thời điểm đó, không nhiều người chú ý tới thử thách này. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, tất cả đều phải nhìn thấy Park bằng một suy nghĩ khác. ASEAN lần này là lần thứ 2 huấn luyện viên Park Hang-seo tạo nên những dấu ấn vô cùng đặc biệt. Hôm nay, người hâm mộ Việt Nam có thể thất vọng vì để thua Hàn Quốc. Song chẳng có ai có thể phủ nhận những điều kỳ diệu mà huấn luyện viên Park đã tạo ra cho bóng đá Việt Nam trong gần một năm qua. Trên một trang web khác cũng dành lời khen cho U23 Việt Nam và còn cho rằng U23 Hàn Quốc vừa trải qua một thử thách gai góc trước khi tiến vào chung kết. Khi bị dẫn hai bàn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thúc giục học trò để khuyến khích tinh thần thi đấu của họ. Lúc này, 2.000 cổ động viên Việt Nam vẫn đang im lặng, còn nhóm cổ động viên Hàn Quốc thì hân hoan trên khán đài. Việt Nam đã vùng lên tấn công ở thời điểm cuối trận, không ít lần đe dọa Hàn Quốc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Hàn Quốc đã không mắc thêm sai lầm nào. Phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo đã kết thúc ở vòng bán kết, nhưng huấn luyện viên Kim Hak-bum và các học trò cũng phải trải qua một thử thách đầy gai góc trước khi tiến vào trận chung kết. Một trang web khác nữa viết khá khó hình: các bạn đã xem trận bán kết 1 bóng đá nam tại ASEAN chưa? Đội tuyển U23 của chúng tôi đã tung những miếng đánh tuyệt vời để hạ Việt Nam với tỷ số 3-1. Trận đấu thu hút hơn rất nhiều do huấn luyện viên trưởng của Việt Nam là một người Hàn Quốc. Hôm nay, khoảnh khắc Lee Seung-woo hôn lên ống kính máy quay khi ghi bàn là hình ảnh đẹp nhất. Song cũng cần dành lời khen cho Việt Nam khi họ đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cảm ơn học trò nhận toàn bộ trách nhiệm về trận thua U23 Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giải thích về những quyết định của mình trong trận đấu với U23 Hàn Quốc. Bị đối thủ dẫn trước 3 bàn, U23 Việt Nam vẫn chơi đầy cố gắng vào cuối cùng tìm được bàn gỡ do công của Minh Vương. Đáng tiếc, thời gian là không đủ để đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tạo ra bất ngờ và đành chấp nhận thua 1-3 chung cuộc. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khen ngợi các học trò vì tinh thần thi đấu. Chúng tôi thua trận này, nhưng tôi thấy việc để thua như vậy là chấp nhận được. Các cầu thủ đã chơi tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận tranh huy chương đồng. Việc có bàn thắng rút ngắn tỷ số cũng rất đáng khen ngợi. Tôi cảm ơn các học trò vì đã thi đấu hết mình. Tôi cảm thấy tự hào vì có họ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ những điều chỉnh trong thời gian nghỉ giữa hiệp cũng như nói về các sự lựa chọn nhân sự. Tôi thấy các cầu thủ lo lắng trước trận đấu và ở giờ nghỉ giữa hiệp. Tôi động viên họ chơi tự tin hơn. Sau khi đưa cả Đình Trọng lên giữa kèm Son Heung-min, thế thì trận của U23 Việt Nam ở hiệp 2 đã tốt hơn. Về việc chọn đội hình xuất phát, tôi là huấn luyện viên trưởng và luôn căn cứ trên phong độ, thể trạng của các cầu thủ và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định này. Kết quả trận đấu là trách nhiệm của tôi. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gửi lời chúc mừng đến U23 Hàn Quốc. Tôi không có gì để nói về cầu thủ U23 Hàn Quốc vì tôi là huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam, nhưng tôi muốn chúc mừng huấn luyện viên Kim Hak-bum và bố U23 Hàn Quốc đã lọt vào chung kết. Huấn luyện viên Hàn Quốc thừa nhận kiệt sức, nói rất tiếc cho thầy Park sau màn hạ gục U23 Việt Nam. Dù dễ dàng đánh bại U23 Việt Nam, nhưng huấn luyện viên và ngôi sao bên phía U23 Hàn Quốc vẫn phải dành rất nhiều sự tôn trọng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Với đẳng cấp vượt trội cùng nhiều ngôi sao trong đội hình, U23 Hàn Quốc dễ dàng đánh bại U23 Việt Nam 3-1 để tiến thẳng vào chung kết. Với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, thua trận nhưng chúng ta vẫn có quyền ngẩng cao đầu khi đã nỗ lực tới phút cuối cùng.
sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Hak-bum của Hàn Quốc khen ngợi học trò, đồng thời nói lời chia sẻ với người đồng nghiệp, đối thủ và cũng là người bạn của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo. Đầu tiên, tôi thấy tiếc cho ông Park vì Việt Nam đã chơi tốt ở trận đấu này. Tôi cũng muốn cảm ơn các học trò khi đã có màn thể hiện đầy thuyết phục. Thời tiết hôm nay khá khó chịu. Trận trước, chúng tôi phải đá 120 phút, nên thể lực ngày hôm nay của các tuyển thủ vẫn chưa phục hồi 100%. Tôi nghĩ mọi việc trở nên thuận lợi hơn khi chúng tôi có bàn thắng sớm vào lưới U23 Việt Nam. Hôm nay, việc Son Heung-min có bàn hay không chẳng phải là điều quan trọng hơn. Anh ấy vẫn có đóng góp rất lớn đối với lối chơi của đội tuyển. Các cầu thủ đều kiệt sức do lịch thi đấu quá dày. Không có trận nào ở ASEAN là dễ dàng cả. Bây giờ là lúc chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng nhất nhằm hướng tới trận chung kết. Trong khi đó, Lee Seung, cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu, người đã lập cú đúp vào lưới Bùi Tiến Dũng, tỏ ra rất hào hứng. Đây là trận đấu nhiều cảm xúc vì Việt Nam có huấn luyện viên là người Hàn Quốc và còn là bạn của huấn luyện viên trưởng chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trong trận này và toàn đội đã làm được điều đó để giành vé vào chung kết. Chúng tôi không quá tập trung vào vòng bảng, đó là lý do chúng tôi để thua Malaysia. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã thể hiện được sức mạnh của mình để tiến tới trận đấu cuối cùng. Mỗi trận đấu, chúng tôi đều tin tưởng hàng công của đội sẽ ghi bàn để giành chiến thắng và trận đấu hôm nay cũng như vậy. Chúng tôi đã đặt mục tiêu lọt vào chung kết và giờ lúc toàn đội tạm nghỉ ngơi để dành sức cho trận chung kết.
câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.